Đây là như thế nào? Tức là bây giờ chúng ta sử dụng là gì ạ? Khi chúng ta xem thử danh mục tư, tức là nếu chúng ta là một nhà quản lý quỹ thì trở thành quản lý danh mục tư là chúng ta gì ạ? Tiếp xúc khách hàng, đúng không ạ? Như là mình nói với bạn rồi, tiếp xúc với khách hàng. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng một cái IPS cho khách hàng này. Cái hồ sơ khách hàng, và hồ sơ khách hàng này nó sẽ bao gồm là gì ạ? Risk và return của khách hàng này, chúng ta sẽ có cái đặc trưng risk return của khách hàng này ở trong là IPS. Ngoài ra risk return thì IPS của chúng ta còn thêm các yếu tố chính sau. Thứ nhất là description of financial situation, là xác định cái mô tả về đặc điểm của ông này, có cái đặc điểm gì về bản thân, gia đình, vợ con thế nào. Chúng ta tiếp theo dùng dùng nữa là statement purpose, tức là mục tiêu của IPS phải được statement ra, và chúng ta phải statement nêu ra được cái trách nhiệm và duty của investment manager và khách hàng, và nêu được cái quá trình của chúng ta xây dựng IPS như thế nào, có investment objective là như thế nào, là return là bao nhiêu, có thể là absolute return hay là gì ạ, hay là relative return objective, risk của ông này là gì, ông ấy có risk không, hay chúng ta có investment constraint của ông này là gì, tức là constraint tức là những cái mà giới hạn của ông này, về chẳng hạn như là chúng ta cần một khoản nợ này phải trả này, hay chúng ta có gì ạ, có yếu tố về mặt là tax là cao, chúng ta phải hoặc là chúng ta không thích đầu tư với doanh nghiệp gì ạ, không tốt với môi trường gì ạ, chúng ta phải đi vào đây và chúng ta sẽ có đưa ra được cái evaluation được performance, nữa là tức là đánh giá cái doanh nghiệp đầu tư như thế nào, thì là phần evaluation performance. Sau khi chúng ta đấy chính là toàn bộ IPS, đúng không ạ? IPS là gồm tất cả nội dung này. Quan trọng nhất thì vẫn là risk, return, constraint.